Sáng ngày 3 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đến dự, về phía cấp tỉnh, có đồng chí Bạch Văn Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Cấp thành phố có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã kịp thời chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố và phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thực sự đi vào đời sống xã hội. Trong năm 2023, tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo là 186.250 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh phí phân bổ năm 2023 là 1,46 tỷ đồng, thành phố đã giải ngân 1,3 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh phí phân bổ 9.359.600 triệu đồng, đã giải ngân 8.812 tỷ đồng, đạt 94,15%. Trong năm 2023, tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo trên 186 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh phí phân bổ năm 2023 là 1,46 tỷ đồng. Thành phố đã giải ngân 1,3 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh phí phân bổ trên 9 tỷ đồng, đã giải ngân trên 8.800 triệu đồng, đạt 94,15% kế hoạch năm. Các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình được triển khai đã tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để tạo sinh kế, bước đầu tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm 2023, từ nguồn kinh phí thực hiện dự án 2 và dự án 3 đã giúp cho 145 hộ trên 238 hộ nhận vốn hỗ trợ thoát nghèo và cận nghèo. Tại cuộc họp, các vị đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể để cùng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh, công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Vì vậy, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng nhau chung tay trong công tác giảm nghèo bền vững. Xác định phương thức giảm nghèo theo địa chỉ, từng hộ, theo quan điểm xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ gia đình, tránh tình trạng tái nghèo và cận nghèo, đảm bảo giải ngân đạt 100%, tập trung bám sát trong từng hộ dân, thôn, khu phố, xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án chính sách phù hợp, phân công từng người phụ trách, từng hộ nghèo, giúp cho người dân thoát nghèo, đảm bảo tính hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, xác định người dân là chủ thể và quyết định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững, sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn được hỗ trợ, thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, huy động và tạo nhiều nguồn lực hơn nữa từ cộng đồng xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, về vốn vay, nhà ở, về khám chữa bệnh, hỗ trợ đột xuất. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị các ngành địa phương trực thuộc thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch số 95 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024,
chủ động xây dựng kế hoạch thật chi tiết, chặt chẽ ngay từ đầu năm 2024, triển khai khảo sát thực tế nhu cầu người nghèo, cụ thể từng giải pháp theo từng dự án của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, theo từng đối tượng, nội dung, thời gian, phù hợp với tình hình từng địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả, vận động lao động hộ nghèo về ý thức việc làm, học nghề để chuyển đổi nghề phù hợp với trình độ, sức khỏe, thu nhập, vận động con em học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ thuộc lao động hộ nghèo tham gia xuất khẩu lao động. Cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình nghèo khó của người dân, nghiên cứu các nguyên nhân nghèo từ đa chiều, thiếu hụt đến nghèo thu nhập, đời sống và điều kiện kinh tế, nghề nghiệp của người nghèo để tìm các giải pháp, mô hình hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, trước mắt và lâu dài, giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm khen thưởng cho 7 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.